Hành trình 57 năm đi tìm nguồn cội của người con lai Mỹ Việt, ngày đoàn tụ trào nước mắt. Tôi là ai? Đó là câu hỏi lớn nhất mà chị Hoa đã đi tìm gần suốt cả cuộc đời. Từ nhỏ, chị đã không biết cha mẹ mình là ai, lớn lên trong tình yêu thương của những người cưu mang mình. Nhưng cái mặc cảm không cha, không mẹ cứ ám ảnh tới mức chị không dám lập gia đình. Rồi có lẽ trời không phụ lòng người. Sau bao năm tìm kiếm và chờ đợi, chị đã tìm ra cha là một cựu binh Mỹ. Đó là lần đầu tiên sau 57 năm, chị Hoa được ở bên những người thân ruột thịt mà chị từng mòn mỏi tìm kiếm, đã có lúc tưởng chừng không còn hy vọng. Chị bồi hồi xúc động, nhớ về quãng đường dài mình đã trải qua, để cuối cùng cũng tìm ra thân phận thực sự của mình. Đứa con bị bỏ rơi. Chị Trần Thị Hoa là con của một người lính Mỹ và phụ nữ Việt trong thời chiến tranh Việt Nam. Có lẽ vì hoàn cảnh lúc đó khó khăn, nên mùa hè năm 1967, chị được mẹ mang đến gửi cho một người phụ nữ ở đường Võ Duy Nguy nhờ chăm sóc. Hai tháng đầu, thỉnh thoảng mẹ chị có tới thăm, gửi chút tiền công. Nhưng từ tháng thứ ba, mẹ không đến nữa. Người phụ nữ nuôi nấng chị gọi là bà ngoại nuôi, cũng không nhớ được tên tuổi hay thông tin liên lạc của mẹ chị. Mọi manh mối về mẹ dường như hoàn toàn biến mất. Cứ thế, chị sống cùng bà ngoại nuôi và ba người con gái của bà. Chị gọi họ là mẹ. Bà ngoại và ba người mẹ đã yêu thương và chăm sóc chị rất chu đáo. Chị cũng rất yêu thương họ. Nhưng sâu thẳm bên trong, chị Hoa luôn cảm thấy một điều không trọn vẹn. Mặc cảm của một đứa trẻ không cha, không mẹ thường khiến chị day dứt trong lòng, đặc biệt là khi chị có những đặc điểm khác biệt trên gương mặt so với những người bạn của mình. Chị thường thắc mắc, không biết cha mẹ mình là ai, liệu mình có phải là con lai không, gia đình mình đang ở đâu. Cứ thế, chị mang theo hàng trăm mối nghi vấn không lời giải đáp bước đi trong cuộc đời. Chia sẻ với VOA, chị tâm sự, tôi là ai? Tôi đã đi tìm trong suốt 57 năm nay, gần cả một đời người. Khi còn nhỏ, thì mình thấy mình cũng hơi khác với các bạn, nhưng mà lúc đó mình chưa có đủ suy nghĩ để đi tìm. Nhưng dần dần lớn lên thì cái suy nghĩ đó và cái câu hỏi nó lớn dần theo tuổi của mình. Vì mặc cảm, chị cũng không lập gia đình, chị nói, tôi không vượt qua được mặc cảm nên tôi nghĩ tốt nhất mình nên sống một mình. Đó là cách hay nhất để tránh được những tổn thương. Suốt 50 năm, chị Hoa vẫn ở căn nhà cũ trên đường Võ Duy Nguy, đây là Phan Đình Phùng, cách sân bay Tân Sơn Nhất không xa. Trong lòng chị vẫn âm thầm chờ đợi mẹ ruột, một ngày nào đó sẽ quay lại tìm mình. Chị nói, nếu mẹ muốn tìm tôi, chắc chắn sẽ thấy. Nhưng đáng tiếc là cho đến nay, chị vẫn chưa một lần gặp mặt hay nghe được thêm bất kỳ tin tức gì về bà. Bắt đầu hành trình tìm cha mẹ. Chị chia sẻ, ngoại như là người sinh tôi ra lần thứ hai. Có thể là cuộc sống của tôi không đầy đủ như những người khác. Nhưng mà đối với tôi, tình thương của các mẹ, của ngoại là một điều thiêng liêng nhất mà tôi vẫn giữ tới tận bây giờ. Mong nguyện của bà là hy vọng chị Hoa có thể tìm được cha mẹ. Đó cũng là ước mơ của chị Hoa. Chị vẫn thường ước ao hy vọng một ngày nào đó ba hoặc mẹ có thể tìm mình. Chị nói, tôi cứ mơ như vậy, tôi không thấy giấc mơ thành hiện thực, nên tôi cũng hơi tuyệt vọng. Khi bà ngoại nuôi qua đời, chị đã rơi vào suy sụp. Nằm trên giường, chị nghĩ về kiếp sống vô thường, tự hỏi mình chẳng lẽ cho đến khi mình rời khỏi thế giới này, mình vẫn sẽ không thể biết mặt cha mẹ hay sao? Chị quyết định là chị phải đi tìm kiếm ba mẹ, chứ không đợi ba hoặc mẹ đi tìm mình nữa. Chị từng đoán mình là con lai, nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, chị lại lên mạng Internet tìm từ khóa con lai hoặc thông tin về chiến dịch không phận Babyleaf. Chị cũng tra thông tin trên các trang tìm kiếm, nhỡ ba mẹ cũng đang đi tìm mình thì sao? Rồi một ngày chị biết đến anh Phan Nhật Tùng, tên Mỹ là anh Jimmy A. Miller, người thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Tình Lai Không Biên Giới, American Switzer Brothers. Từ khi thành lập, tổ chức này đã thử nghiệm miễn phí ADN cho hơn 400 con lai Việt Mỹ đang sống tại Việt Nam và giúp hàng chục lính Mỹ đoàn tụ với con mình trên mảnh đất từng tham chiến. Bản thân anh Jimmy cũng phải mất đến 25 năm
mới có thể tìm thấy cha đẻ người Mỹ, nên anh thấu hiểu nỗi khát khao tìm được người thân của những đứa trẻ lai. Anh chia sẻ, mỗi lần chứng kiến một cuộc hội ngộ xúc động của người con lai Việt với ba, tôi như được sống lại ngày gia đình mình đoàn tụ sau 25 năm xa cách. Anh không chỉ giúp những người con tìm cha, mà còn giúp họ hòa nhập với cuộc sống những ngày đầu đến Mỹ. Chị Hoa đã tìm cách liên lạc với anh Jimmy để xin hỗ trợ thử ADN. Ban đầu chị cũng không hy vọng nhiều vào việc tìm được người thân. Chị chỉ mong mình sẽ hiểu rõ hơn về chính mình, rằng mình có phải là con lai không. Jimmy cho biết chị là một trong những người sau cùng liên hệ trước khi đợt thử ADN đóng lại tháng 4 năm 2022. Thế nhưng, chị thử ADN đến 4 lần mà các mẫu thử đều bị hỏng. Chị thất vọng vô cùng. Anh Jimmy cố gắng hỗ trợ chị thêm lần nữa. Chị lại gửi đi mẫu thử thứ 5 và đêm ngày chờ mong kết quả. Mẫu thử lần này trong, không bọt, nhìn khác hẳn với các mẫu lần trước. Trong lòng chị Hoa dấy lên hy vọng. Bất ngờ tìm thấy gia đình. Ngày 23 tháng 3 năm 2023, chị Hoa mở điện thoại và thấy cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Lên tính mách bảo, chị bấm số gọi lại. Vừa đợi máy, vừa hồi hộp. Người ở bên kia nói với chị, em báo chị đã có kết quả rồi. Chị Hoa biết được thông tin chính xác rằng mình là con lai. Và điều bất ngờ hơn cả, đó là họ đã tìm thấy được người thân của chị ở Mỹ. Nước mắt chị trào ra sau bao năm dồn nén. Chị kể, đến vài tiếng sau cuộc gọi, tôi vẫn cảm thấy mình không ở trên mặt đất, phải véo tay mấy lần. Anh Jimmy và tổ chức của anh đã tìm ra thông tin về cha của chị Hoa. Kết quả xét nghiệm và đối chiếu ADN cho biết cha của chị là ông Jordan Neil Hornet, sống ở New Bend, bang North Carolina. Tiếc là ông đã qua đời vì bệnh ung thư từ nhiều năm trước. Chị không còn dịp gặp mặt cha nữa. Ngày 1 tháng 4, chị được kết nối và nói chuyện với người cô ruột tên Linda. Qua cô, chị biết bố sinh ra trong gia đình có 9 anh em, 5 người đã mất, còn lại 2 bác trai và gái đều trên 90 tuổi. Hai cô và chú đều trên 70 tuổi. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên, người cô khóc rất nhiều vì bà không hề biết rằng mình có một đứa cháu thất lạc. Cháu là đứa con duy nhất của anh Ronnie, bà Linda nói. Ông Ronald có 27 năm phục vụ trong không quân. Trở về sau chiến tranh Việt Nam, ông không hề biết mình có con, cũng chưa từng chia sẻ với người thân về mối tình với người phụ nữ Việt. Qua những câu chuyện của cô chú, chị Hoa biết được ông là mẫu người của gia đình, rất yêu thương anh em, con cháu. Ronald mất từ năm 1997, nhưng ký ức về ông vẫn sâu đậm trong lòng người thân. Cô tôi giặt sạch bộ quân phục của ba, treo trong tủ giữ gìn như báu vật. Còn bác tôi vẫn giữ chiếc mũ không quân của ba. Chị Hoa kể và cho biết những món đồ này sẽ được trao lại cho chị. Mặc dù không được gặp ba, tôi luôn nghĩ về ông với tình yêu thương trân trọng nhất. Nhờ sự giúp đỡ của anh Jimmy, chị Hoa cuối cùng đã hoàn tất mọi thủ tục để được qua Mỹ đoàn tụ với cô ruột. Điều khiến chị chưa yên lòng là sức khỏe của ba người mẹ nuôi. Từ khi bà ngoại nuôi mất, chị sống cùng mẹ út. Trước khi đi, chị qua chào tạm biệt mẹ cả, mẹ hai. Bên nhau chừng ấy năm, họ chính là những người thân yêu nhất của chị. Nắm tay các mẹ, chị nghẹn ngào nói lời từ biệt. Ngày đoàn viên gia đình bên Mỹ, cô của chị Hoa và gia đình đã chuẩn bị một chiếc bánh kem, một bó hoa và một bữa tiệc nhỏ để chào đón chị. Khi gặp mặt tại sân bay, hai cô cháu ôm chầm lấy nhau, nghẹn ngào bật khóc. Chị Hoa nâng tấm ảnh của ba mình trên tay, hòa mình vào với những người thân ruột thịt mà chị vừa mới tìm được không lâu. Chị chia sẻ, thử DNA thì tôi chỉ mong tìm được nguồn cội thôi, để tôi biết tôi có lai hay không lai. Chứ còn việc tìm kiếm được gia đình và được gia đình chấp nhận lại là một điều mà không thể tưởng tượng được. Đó là một điều hạnh phúc vỡ òa của tôi. Quan trọng là tôi đã tìm được nguồn cội. Tôi tìm được câu trả lời lớn nhất của đời tôi là ai? Hơn 50 năm cuộc đời, chị Hoa vui mừng như đứa trẻ khi tìm thấy gia đình thất lạc. Từ hôm đó, chị hay kể về ba cho bạn thân của mình nghe, với niềm hạnh phúc và sự tự hào. Ba tao thế này, ba tao thế kia, ai cũng mừng cho chị lắm. Anh Jimmy, người đã giúp chị tìm được người thân cũng chia sẻ rằng, thực ra chị Hoa rất may mắn,
vì việc tìm lại người thân không đơn giản chỉ là kết quả ADN. Có những người cha Mỹ không muốn nhận lại đứa con lai vì cuộc sống hiện tại của họ đang ổn định. Họ không muốn một thay đổi lớn như vậy xuất hiện và làm xáo trộn tất cả. Thế nên anh biết có hàng trăm trường hợp con lai vẫn chưa thể gặp được cha ruột của mình. Ngoài ra, các thủ tục giấy tờ cũng là vấn đề không dễ dàng. Chị Hoa lại nộp hồ sơ phút chót khi chương trình hỗ trợ con lai của chính phủ Mỹ sắp ngừng lại. Thế nên, cuộc đoàn tụ của chị Hoa với người thân là một kết quả rất tuyệt vời. Bà Linda tha thiết được đón cháu trở về với gia đình. Với bà, việc tìm thấy cô cháu gái này chính là một món quà tuyệt vời với đại gia đình. Con đã đi chơi lâu quá rồi, trở về với gia đình thôi, bà nói. Chị Hoa dự định sẽ sống ở thành phố Spokane, bang Washington, nơi có hàng chục gia đình con lai từ Việt Nam đang định cư, với sự hỗ trợ của tổ chức của Jimmy. Chị muốn tìm một công việc để ổn định cuộc sống, cho mình một khởi đầu mới thật tốt đẹp ở đất nước mà cha mình đã sinh ra. Cuộc đời chị như bước sang một trang mới, nhờ sự tử tế của những người tốt bụng. Chị hy vọng sẽ có thể dành nhiều thời gian bên người thân, khám phá về dòng máu nguồn cội của mình. Chị cũng dự định sẽ đến thăm mộ ba. Tôi có kế hoạch đến thăm mộ ba tôi để cho ông biết là ông có một người con. Tôi sẽ nói với ba rằng con yêu ba lắm. Cũng cùng hoàn cảnh với chị Hoa, nhưng chưa may mắn được đoàn tụ người thân giống như vậy là chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, tên thường được gọi là Mỹ, sinh năm 1974 ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Mong tìm mẹ tên Hạnh, còn cha là cựu binh Mỹ không biết tên. Thời điểm thất lạc cha mẹ khi chị mới lọt lòng được một tuần. Ba chị Hạnh cũng là lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam thời chiến tranh. Sau đó, ông quen và có con với mẹ chị rồi sinh ra chị. Thế nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ba chị buộc phải rời về nước. Vì giận ba chị, nhà ngoại bắt mẹ mang chị cho gia đình khác. Người mẹ thương con nên nhất quyết không chịu, nhưng dưới sức ép của bà ngoại đành phải làm theo. May mắn thay, nhà nội của mẹ chị ở Cần Thơ nghe tin thì muốn nhận cháu. Kể từ đó, chị được bà nuôi đến năm 10 tuổi. Sau đó thì được cha nuôi là ông Nguyễn Văn Hiền chăm sóc tiếp. Khi ấy cha nuôi chưa lập gia đình, nhưng kể từ khi cha có vợ là bà Lâm Thị Kim Hoa và sinh 13 người con, chị Hạnh trở thành người chị cả, chăm sóc các em rất vất vả. 13 người con sinh ra được chăm lo đầy đủ. Còn chị với tư cách là con nuôi nên không được đối xử như con ruột, không được tình yêu thương đủ đầy từ cha mẹ nuôi. Chị chỉ mong cha mẹ cho mình một chút yêu thương là chị vui rồi. Năm 19 tuổi, chị lấy chồng, lúc đầu chị tính không lập gia đình, nhưng được sự khuyên nhủ của cô chú nên chị đã quyết định lấy chồng để có chỗ nương tựa. Vài năm sau, cha nuôi ngã bệnh nên chị lên chăm lo cho cha. Đến khi xuất viện về nhà thì chị không nhận được sự yêu thương từ mẹ nuôi. Chị rất tủi thân từng hỏi mẹ nuôi. Mẹ ơi, con có phải là con ruột của mẹ không? Sao mẹ đối xử con như vậy? Nhưng bổn phận của con là làm con. Dù cha bệnh, dù cha không phải là cha ruột của con cũng chăm lo cho cha, để con trả hiếu cho cha mẹ. Con không có gì để báo đáp, nhưng con sẽ lấy tấm thân này để báo đáp và cung phụng cha mẹ khi về già. Tuy là cha mẹ nuôi, nhưng chị Hạnh phụng dưỡng, yêu thương hết lòng. Sau đó, cha chị sống thêm được 3 năm thì mất. Một tuần trước khi mất, cha có gọi chị để định nói một chuyện gì đó, nhưng khi chị lên tới nơi thì cha đã ra đi. Vài năm sau, chồng chị nói rằng Tết sẽ chở chị qua bên xóm chài để tìm gốc gác. Vì trước cha chị còn sống, cha dặn anh không nói cho chị biết chuyện này. Lại một lần nữa, chưa kịp biết gốc gác thì chồng chị cũng mất. Khi chị Hạnh lớn lên, chị có bà nội nuôi chia sẻ cho chị một ít thông tin về ngoại của chị, còn lại mọi người đều giấu kín. Cho đến bây giờ, chị cũng chưa biết nguồn cội của mình ở đâu. Người có thể có thông tin là cha nuôi, chồng chị thì đều đã ra đi. Trước đây, chị đi tìm gốc gác vô cùng khó khăn do không có giấy khai sinh, mà đến năm 2022 mới làm được giấy khai sinh. Chị Hạnh có sở thích chăm sóc người già và trẻ nhỏ, nên hiện tại công việc chị đang làm là chăm em bé. Cũng như ba người con thất lạc cha mẹ khác, chị Hạnh khao khát tìm lại được nguồn cội và cha mẹ ruột để gia đình sớm được đoàn tụ sau bao năm xa cách. Hy vọng cha mẹ ruột của chị Hạnh hoặc người quen của cha mẹ ruột chị biết được những dòng thông tin này có thể liên hệ lại với chị Hạnh qua số điện thoại
077-246-0171. Xin chân thành cảm ơn.